Hello, xin chào các bạn Tiếp tục với chuyên mục các ván cờ theo cầu Hôm nay mời các bạn đến với giải vô địch cờ vua Liên Xô lần thứ 21 Được tổ chức tại thành phố Kiev năm 1954 Để đến với ván cờ giữa hai đại kiện tướng Efim Geller và Yuri Averbach Efim Geller là một đại kiện tướng hàng đầu thế giới người Ukraine Ông hai lần vô địch Liên Xô, 4 lần vô địch Ukraine 6 lần góp mặt ở các giải đấu ứng viên Ông còn từng là huấn luyện viên của vua cờ Boris Spassky và Anatoly Karpov nữa. Còn Yuri Averbach, ông chính là người lên ngôi vô địch Liên Xô giải đấu lần này. Ông cũng là đại kiện tướng đầu tiên và duy nhất sống qua 100 tuổi tính đến thời điểm hiện tại. Đây cũng là ván cờ mình làm theo cầu của bạn Anh Nguyên. Mời các bạn cùng theo dõi. Ở ván này, Efim Geller được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn với nước tốt E4 bác đáp trả bằng nước tốt C5, triển khai thế trận phòng thủ CC Leon. Tiếp theo, trắng đi mã F3, đen đi mã C6. Trắng không đẩy tốt lên D4 gạ đổi như thông thường, mà chỉ đẩy tốt lên D3, mở đường cho tượng phát triển. Đen đẩy tốt G6, mở đường cho tượng lên G7, chiếm lĩnh đường chéo lớn. Trắng cũng đẩy tốt G3, mở đường cho tượng lên G2 và chuẩn bị nhập thay. Sau đó theo đúng kế hoạch thì tượng đen G7, tượng trắng G2 đen để tốt d6 mở đường cho tượng phát triển, trắng nhập thành. đen cũng phát triển mã f6 chuẩn bị nhập thành. trắng phát triển mã d2, đen nhập thành. trắng đẩy tốt a4, đen đi tượng d7. trắng nhảy mã lên c4 chiếm lĩnh trung tâm và mở đường cho tượng phát triển. đen để tốt d5 tấn công mã trắng. tốt trắng ăn tốt đen, mã đen ăn lại tốt trắng. trắng binh c1 kiểm soát cột nửa mở e. Đen hiệu C7 liên kết song xe. Trắng nhảy mã lên G5, mở đường cho tượng tấn công mã đen. Đen chạy mã về B6, gã đổi với quân mã mạnh của trắng. Trắng không đổi mã với đen mà lùi mã về E3. Đen để tốt A5 ngăn tốt trắng tiến xuống tấn công mã. Trắng để tốt H4 bảo vệ mã. Đen để tốt H6 tấn công mã trắng. Trắng chạy mã về E4 chiếm lĩnh trung tâm và tấn công tốt đen đen cũng nhảy mã vào d4 chiếm lĩnh trung tâm và mở đường cho hậu bảo vệ tốt. trắng đẩy tiếp tốt h5 gã đổi. đen đương nhiên không dại gì mà đổi tốt rồi bởi vì sẽ bị hở mặt vua nên đẩy tốt g5 để tránh giao chiến. trắng đẩy tốt c3 tấn công mã đen. đen chạy mã về f5. trắng đi hậu b3 gây sức ép lên mã đen b6 và ghim tốt f7. đen lùi tiếp mã về d6 gã đổi với quân mã mạnh của trắng trắng chưa vội đổi mã mà nhảy mã lên d 5 tấn công hậu đen buộc mã đen phải ăn mã trắng hậu trắng ăn lại mã đen kết hợp với mã tấn công tốt c 5 mã đen ăn tiếp mã trắng hậu trắng ăn lại mã đen chồng quân với tượng tấn công tốt b 7 và chồng quân với xe tấn công tốt e 7 đến binh xe b 8 bảo vệ tốt nếu trắng ham hố ăn tốt đen e 7 thì đen bình sẽ e8 xiên táo cả hậu và xe trắng ngay trắng một là mất hậu hai là mất xe do đó trắng không dại gì ăn tốt đen mà đi hậu d5 lại tiếp tục ghim tốt đen f7 và mở đường cho xe tấn công tốt đen e7 đen để tốt e6 tấn công hậu trắng trắng chạy hậu về a2 đen đi tượng c6 gạ đổi tượng nhằm tiêu diệt quân tượng mạnh của trắng đang kiểm soát đường treo lớn Trắng không đổi tượng với đen Mà hiệu C4 tấn công tốt đen Tượng đen ăn tượng trắng Vua trắng ăn lại tượng đen Hậu đen C6 chiếu Hậu trắng E4 cản chiếu Quyết không cho hậu đen kiểm soát được đường chéo chiến lược Đen bình xe D8 tấn công tốt trắng Trắng không bảo vệ tốt Mà đi tượng E3 liên kết song xe Và tấn công tốt đen C5 Nếu xe đen ăn tốt trắng Thì tượng trắng ăn tốt đen Đen cũng không được lợi gì Do đó đen đi xe D5 chuẩn bị đưa nốt quân xe còn lại sang D8 chồng hai xe tấn công trên cột nửa MD. Trắng cũng bình xe D1 tranh giành cột nửa MD với đen. Và máy tính đánh giá đây là nước đi blunder. Nếu tận dụng được sai lầm này, đen nên để tốt F5 tấn công hậu trắng. Nếu chạy hậu C4 thì xe đen D4 chiếu mở bắt chết hậu. Do đó trắng sẽ phải chạy hậu F3 nên đẩy tốt g4 tấn công hậu trắng, trắng chạy hậu e2, nên đẩy tiếp tốt f4 tấn công tượng trắng và thí tốt. tượng trắng ăn tốt đen thì xe đen e5 chiếu bắt hậu. tốt trắng ăn tốt đen thì xe đen ăn tốt trắng chiếu mở. trắng chạy vua f1, g1 hay là g3 thì sẽ đều bị chiếu hết ngay. do đó thì trắng phải đếm tốt f3 để cản chiếu. tốt đen ăn tốt trắng chiếu buộc hậu trắng phải ăn lại tốt đen xe đen h2 chiếu và trắng chắc chắn vẫn mất hậu trong tình huống này trở lại ván cờ thực tế đen đã không tận dụng được sai lầm này của trắng để đẩy tốt lên f5 mà vẫn theo kế hoạch bình sẽ d8 chồng quân trên cột nửa md và máy tính đánh giá đây là một chiến thắng bị bỏ lỡ nếu tận dụng được sai lầm này của đen Trắng nên để tốt C4 tấn công xe đen Đen chạy xe thì trắng đổi hậu với đen Ván cờ sẽ cân bằng Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Trắng lại chạy vua F1 nhằm tháo ghim cho hậu Và máy tính tiếp tục đánh giá Đây là nước đi blunder Lần này không bỏ lỡ cơ hội Đen đẩy tốt C4 gạ đổi quân với sức mạnh do súng cao su của đen tạo ra trên cột nửa đề, Trắng không dám đổi tốt với đen mà để tốt D4 tránh giao chiến. Hậu đen ăn tốt trắng và tạm thời thì đen lãi được một tốt. Trắng đẩy tốt G4 ngăn đen để tốt F5. Đen lùi hậu về D7 trồng quân với súng cao su tạo thành súng đại bác trên cột nửa đề. Trắng bình xe một tấn công tốt đen. Đen để tốt A4 để được hậu bảo vệ Trắng đi xe E2 Chuẩn bị đưa nốt xe sang E1 chồng quân với hậu và xe Tạo thành súng A lê ngược trên cột nở E Đen đẩy tốt B5 Liên kết các tốt Trắng theo kế hoạch bình xe E1 Đen đẩy tiếp tốt B4 Thí tốt Nhằm đánh lạc hướng tốt trắng Để súng đại bác phát nổ Do đó trắng không dám ăn tốt đen Mà đẩy tốt F4 Triển khai phản công phía cánh vua Tốt đen là tốt trắng tượng trắng ăn lại tốt đen đen đẩy tiếp tốt a 3 tấn công tốt trắng trắng không dám đổi tốt với đen mà bình xe g 2 làm bàn đạp để đẩy tốt g 5 mở thông cột g tấn công vua đen ở đây đen đổi tốt với trắng luôn cũng được nhưng mà đen lựa chọn đi hậu e 7 ngăn tốt trắng tiến lên g 5 trắng lui hậu về e 3 tăng cường thêm lực lượng hỗ trợ cho tốt tiến lên g 5 đen hiệu f 6 ghim tượng trắng Trắng chạy vua G1 tháo ghim cho tượng. Tốt đen ăn tốt trắng. Trắng không lấy xe ăn lại tốt đen mà để tốt G5 tấn công hậu đen. Tốt đen ăn tốt trắng. Nếu tượng trắng ăn lại tốt đen xiên táo hậu và xe đen thì đen sẽ thí xe ăn tượng trắng. Xe trắng ăn xe đen, tốt đen ăn tốt trắng. Hậu trắng không thể ăn tốt đen vì còn đang phải bảo vệ xe. Trắng lùi xe về G2 thì đen đẩy tiếp tốt C2, buộc xe trắng phải ăn tốt đen. Đen hiệu H4 tấn công xe trắng Và mở đường cho tượng tấn công tốt trắng Dọa ghim chết hậu trắng Nói chung với thế trận như này Tốt đen sắp phong cấp Trắng mặc dù có lợi thế hơn một chút về chất Nhưng mà vua bị hở toàn hoác Không thể chống lại được sức mạnh của đen Trở lại ván cờ thực tế Trắng không lấy tượng ăn tốt đen Mà chạy tượng E5 tấn công hậu đen Đen vẫn phế xe ăn tượng trắng Tốt trắng ăn lại xe đen và tấn công hậu đen. Tưởng rằng đen sẽ phải chạy hậu. Ai ngờ đen lấy hậu ăn luôn tốt trắng. What Và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài. Thiên tài thì cũng phải chết. Hậu trắng ăn hậu đen. Tượng đen ăn hậu trắng. Nếu xe trắng ăn tượng đen thì tốt đen phong hậu ngay. Giờ đó trắng lấy xe G2 ăn tốt đen. Chiếu bắt tượng. Đen không thèm lùi tượng về G7 cản chiếu Mà lại chạy vua sang H7 và thí tượng Xe trắng ăn tượng đen Và hiện tại thì trắng đang hơn đen hẳn một quân xe Nhưng lợi thế như vậy không thể so sánh với cái đống tốt thông lúc nhúc của đen lúc này Tốt đen ăn tốt trắng Trắng bị xe B5 ngăn tốt đen phòng cấp Đen phi xe xuống D1 thí tiếp xe và máy tính tiếp tục đánh giá đây là nước đi thiên tài sau nước đi thiên thải thứ hai này thì quánh kiểu gì trắng cũng không thể cản được tốt đen phong cấp. Nên biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Trắng đành dừng đồng hồ chịu thua. Nếu tiếp tục thì ván cờ có thể diễn ra như sau. Như vậy mình vừa giới thiệu đến các bạn một trong những ván cờ hay nhất của đại kiện tướng Yuri Averbap Đại kiện tướng duy nhất bước qua tuổi 100 Hy vọng trong tương lai với sự phát triển của y học Tuổi thọ trung bình của con người nói chung và các kỳ thủ nói riêng sẽ được cải thiện nhiều hơn nữa Để chúng ta có thể thấy thêm nhiều đại kiện tướng còn sống khi bước qua tuổi 100 Ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video Xin chào và hẹn gặp lại